Sau 19 ngày làm việc chia làm hai đợt trực tuyến và trực tiếp, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã chính thức bế mạc vào chiều nay, ngày 17 tháng 11, sau khi đã hoàn thành các nội dung đã đề ra. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp đã tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết dân tộc, nghị lực, quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. Điểm lại những nội dung quan trọng tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, tuy có nhiều biến động, khó khăn, một số chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch đề ra, nhưng vẫn là một năm thành công của nước ta, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, phân tích sâu sắc những thuận lợi, thời cơ, cũng như những khó khăn tồn tại, các vị đại biểu Quốc hội đã đề xuất những kiến nghị, giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Về lập pháp, các dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận, xem xét kỹ lưỡng, toàn diện, thận trọng và thông qua với tỷ lệ tán thành cao, cũng như tập trung cho ý kiến về những vấn đề quan trọng để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp sau. Bước sang năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, đồng sức, đồng lòng và chủ động trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tạo nền tảng để chúng ta bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển bền vững đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau bế mạc kỳ họp, các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan và hoàn thành tốt hơn nữa trọng trách của người đại biểu nhân dân từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa 14.